Ủa, chị Ủa, hai. cô Út tính đi đâu hả? Em tính là qua bên chị Dung chơi. À, sẵn tiện á, hai chị em mình đi qua bển luôn đi. Thôi, cô đi một mình đi. Ủa, sao tự nhiên mặt mày chị hai tối sầm vậy? Mà nè, từ rày cô bớt thân thiện lại với cổ đi, kẻo không sau này xin chuyện không hay đó. Sao vậy chị hai? Từ trước tới bây giờ mấy chị em mình hợp ý lắm mà. Cái đó là hồi trước, lúc nó mới về cái nhà này còn khờ dại, còn bây giờ thì khác rồi. Tưởng đâu cưới vợ lẽ về cho anh Tư của cô cho có đôi có cặp, ai ngờ nó còn quá trời quá đất hơn con Thảo nữa. Nè nè, nó là cái thứ gái hư hỏng, là cái thứ mà lẳng lơ hay liếc mắt đưa tình với chồng người ta lắm đó nghe. Chị hai, chẳng lẽ anh hai đương tàng tiểu với anh hai em hả? Anh hai cô không có tính đó đâu. Tôi lo là lo cho cô á. Cô lo mà giữ chồng đi nghe, chứ không thôi là mất chồng như chơi đó. Thôi, tôi về à. Ủa chị ba, bộ chị đang có tâm sự hả? Em đừng có ngồi như vậy, em ngồi lên đi. Chị có chuyện này muốn hỏi em. Khi mà chồng em lấy thêm vợ hai á, thì cảm giác của em như thế nào? Em cũng không biết nói làm sao nữa. Em cứ nghĩ gì thì em nói đó. Nếu như mà nói không có cảm xúc gì á thì cũng không đúng. Còn nếu như em nói ghen tuông hay hụt hẫng thì cũng không hẳn. Có lẽ vì em không có tình yêu sâu đậm với chồng của mình. Em cũng không biết nữa. Ủa, bộ vợ chồng chị không được vui hả? Nè, sao giờ này mà ngồi đây tám chuyện vậy? Tính trốn việc hả? Em đi trước nha chị. Út, sao em lúc nào cũng có ác cảm với Thảo hết vậy? Thảo là người tốt mà. Nó mà tốt cái gì? Chị á, lúc nào cũng la cà nói chuyện với nó không à. Nó mà tốt thì đâu có đi giật chồng người ta. Em nói cái gì vậy? Cái gì mà giật chồng ở đây? Bộ nó giật chồng em hả? Bây giờ thì không có, nhưng mà ai biết được sau này có hay không chứ. Chị không nói chuyện với em nữa. Chị đó, suốt ngày chỉ dở bên những người ngoài không à. Chị hai có gì với nhau không vậy? Có gì là có gì, em hỏi gì lạ vậy? Vì em thấy á, chị ta rất là hay để ý em. Nhiều khi nói những câu bóng gió, giống như là ghen tuông vậy đó. Mà em cũng từng thấy anh với chị ta rất là thân thiện với nhau. Đúng là anh với chị ta có giao kèo với nhau. Cái gì? Cứ nghe nói hết đã. Anh với chị ta là cùng phe với nhau. Anh nói vậy là sao? Nghĩa là chị ta cũng biết hết kế hoạch của anh hả? Thì anh cứ giả vờ anh nói là anh sẽ hỗ trợ cho vợ chồng chị ấy để được thừa hưởng tài sản mà thôi. Vậy còn mình thì sao? Tại sao em khờ quá vậy? Anh nói như vậy với mục đích là cái gì? Là muốn chị ta phải toàn tâm toàn ý đối với mình và tin tưởng mình. Rồi sau này chị ta có thừa hưởng được tài sản thì mình ra tay cũng đâu có muộn. Liệu có được không đó? Chị ta không phải là người hiền đâu nha. Sao đổ lại mình chứ? Anh quên là còn anh hai nữa hả? Trời, cái thằng đó chỉ là thằng vô dụng thôi. Em khỏi phải lo. Anh đi đâu mới về đó? Đi mần về. Chẳng phải trước đây anh nói là anh không muốn nhờ vả gia đình tôi hay sao?
Tự nhiên bây giờ lại hồ hởi với công việc mà cha tôi giao dữ vậy? Cha cô giao tôi không thể nào từ chối. Không thể hay là không muốn? Anh dở chi cái giọng đạo đức làm gì? Chẳng phải là anh cũng muốn gia sản nhà tôi hay sao chứ? Nè, cô muốn mừng chi thì cô mừng đi, sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Anh cũng đâu tới nỗi ngu khờ ha. Cô cũng đâu có vừa gì. Thôi được rồi, tôi đi. À dạ. Nè. À, Dương ba. Dương Út tới đây làm gì vậy? Dạ thưa Dương ba, Dương Út tới đây đang kiểm tra sổ sách. Từ sáng tới giờ đó Dương. Kiểm tra sổ sách hả? Dạ. Ủa anh ba, sao trùng hợp vậy? Tôi cố tình đi tìm Dưỡng đó. Có chuyện gì không anh? Tại sao Dưỡng lại tự tiện đi đến chỗ của tôi lục lọi sổ sách như vậy? Đừng có nghĩ được cha chiếu cố thì muốn làm gì thì làm nghe. Thưa anh ba, em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ dựa dẫm vào ai để tác oai tác quái hay là ức hiếp ai hết. Tất cả em chỉ làm theo lời cha thôi. Cha biểu sao em làm vậy à? Nhưng ít ra thì Dưỡng cũng phải báo với tôi một tiếng chứ. Ờ, tại vì em không nghe cha biểu làm như vậy, cho nên em không dám làm. Nếu mà anh muốn tỏ chuyện gì á thì xin anh hãy tới gặp cha. Thôi, bây giờ em có việc phải đi rồi. Anh ba uống nước đi nha. Em đi trước. Coi như tao thua mày lần này, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Dạ thưa cha, trong đây con có đánh dấu mấy chỗ ghi số tiền thu chi không rõ ràng, chênh lệch với thực tế cao quá. Chắc là có khúc mắc gì ở đây. Cha sẽ xem xét kỹ lại mấy cái mục này. Nhưng trước mắt con coi như là không có gì nhà tu. Dạ con hiểu rồi thưa cha. Mình đang đọc cái gì vậy? À, chỉ là truyện ngắn thôi. Tôi tưởng mình đang học cách quản lý hay kinh doanh gì chứ. Tôi không thích mấy loại sách đó. Ước gì mình được một phần nửa của Dưỡng ba. Mình nói vậy là ý gì? Thì tôi thấy Dưỡng ba giỏi, nhanh nhẹn, giúp ích được cho cha trong nhiều công việc. Tôi muốn một ngày nào đó mình cũng giống như vậy. Chị hai. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hai người làm ơn đừng có làm cái chuyện khó coi như vậy nữa. Chị hai à, chị nói cái gì vậy? Tụi tôi vẫn là trong sáng mà. Trong sáng hả? Chỉ có trời mới biết. Chị làm gì mà trách mắng tụi tôi dữ vậy? Bộ chị là vợ của anh ba hả? Tôi nói vậy là muốn tốt cho thím thôi. Chỉ có những người ngu mới làm chuyện ngu ngốc. Chị làm gì mà nóng giận quá vậy? Hay là chị ghen? Mày im đi. Nếu như mà thật sự như vậy á thì thú vị mày lắm á. Chị hai, chị hai. Nè, chị hai. Chị làm cái gì vậy? Dưỡng Minh đó hả? Chị hai à, chị bình tĩnh đi có được hay không vậy? Tôi không muốn là chị em phải xích mích với nhau như vậy. Chị hai, đây cũng là người của mình. Hả? Chuyện ly dị sao rồi em? Chuyện đó vẫn chưa được đâu anh à. Sao mà chưa được? Hình như em không muốn ly dị phải không? Em không muốn sống với anh suốt đời hay sao? Không có. Lòng dạ người ta như thế nào anh biết hết mà. Tại anh yêu em, anh muốn sống với em suốt đời, công khai tự do. Chứ anh không có muốn lén lút như vậy hoài đâu. Em biết. Hay là anh đợi thêm một thời gian nữa nha. Nhưng mà không thể để anh đợi lâu nghe. Em biết rồi.
Em có tiền không? Cho anh vài chục đi. Ủa, tiền em đưa anh hôm trước anh tiêu hết rồi hả? Đâu có, cái tiền đó là đi làm công chuyện, làm ăn. Anh đâu có xài phung phí như em nói. Chết rồi. Bữa nay em đi ra ngoài em không có mang theo tiền nhiều, chỉ có bao nhiêu đây làm sao đủ. Thì đó, như vậy sao đủ? Em biết mỗi lần mà thuê phòng ở đây á, tốn tiền của anh biết bao nhiêu. Hay là ngày mai đi. Ngày mai em sẽ về lấy tiền nhiều cho anh nha. Nhớ ngày mai đưa cho anh đó nghe. Ừ. Anh. Từ từ đi anh. Trời ơi, cháu của cô ba đâu rồi? Em coi nè, cái mặt thấy ghét gì đâu á, y chang như em hồi nhỏ. Thiệt vậy hả? Ừ. Ủa, chị qua đây có chuyện chi không? Ờ, chị thăm cháu chị. Với lại chị cũng muốn nói chuyện với em. Có chuyện chi vậy chị? Tài nè, Thảo là một người vợ hiền lành đức hạnh. Từ nay á, em phải đối xử tốt với nó, chứ đừng có hằn học lạnh lùng như vậy, tội nó lắm. Ai á cũng có quá khứ hết trơn á. Ví dụ như may mắn thì có được kỷ niệm đẹp, còn bằng không á thì ngược lại. Nhưng mà chung quy ra Thảo là một người phụ nữ tốt. Với lại chị có chuyện này muốn hỏi em. Mấy bữa chị hay có qua phòng của em Dung chơi. Chị thấy phòng em Dung có một sợi dây chuyền mặt bằng cẩm thạch rất là đẹp. Em Dung nói là em mua tặng cho cổ. Em mua ở cửa tiệm nào vậy? Nói chị nghe với, chị cũng muốn đi mua. Sợi dây chuyền bằng cẩm thạch hả? Ừ. Làm gì có chứ, em đâu có tặng cho cổ sợi dây chuyền nào đâu. Ờ, sao kỳ vậy ta? Cổ nói là em mua tặng cổ á. Hồi nào giờ á, em mua nhiều thứ để tặng cổ lắm. Nhưng mà sợi dây chuyền là không có rồi. Với lại kỳ rồi em hơi kẹt, cho nên gom hết vàng của cổ bán rồi. Làm gì còn sợi dây chuyền nữa chứ. Có chuyện chi à? Không có gì. Thôi em nghỉ ngơi đi nha. Ừ. Người tình của anh ta lại là người cùng nhà của mình sao? Sợi dây chuyền sợi dây chuyền nào chị? Dây chuyền có mặt ngọc á. À, sợi dây chuyền này hả? Lần trước em với chồng em đi mua đó. Không, không phải. Là của ta sao? Không phải đâu. Mình nghĩ sai rồi. Không đời nào, không đời nào họ đối xử với mình như vậy đâu. Không đời nào. Chị ba, có chuyện gì vậy? Chị, bộ vợ chồng chị có chuyện gì hả? Sao chị khổ quá. Chị đâu có thiếu gì đâu. Cái gì chị cũng có. Nhưng mà tại sao chồng của chị lại phải chia cho người khác? Đàn ông á, họ vốn tham lam như vậy sao? Chị ba, mình là đàn bà, sinh ra trên đời này chỉ để đàn ông và người đời bẩn cần. Vượt qua được thì sống, không vượt qua nổi thì chết. Chị mạnh mẽ lên,
chị cố gắng lên. Đau đớn lắm, làm sao mà chị chịu nổi chồng chị đi với người khác, mà lại là... Là ai hả chị? À, không, chị thấy đời mình thật là bất công. Sinh ra là phận đàn bà đã là bất hạnh rồi chị. Dù giàu sang hay nghèo hèn thì đàn bà luôn là người chịu thiệt thòi nhất. Thà bắt chị làm trâu làm ngựa chị cũng đặng, nhưng mà như vậy chị chịu không nổi. Thôi chị. Không biết chị ta có biết người tình của chồng mình là ai không ta? Chị ta biết chồng mình ngoại tình, nhưng chị ta có biết người đó là mình không ta? Nếu chị ta biết người đó là mình rồi nói ra, mọi chuyện đổ bể hết thì sao trời? Mình à, cái gì vậy Mình? Trời đất ơi, ngồi suy nghĩ chuyện chi mà giật mình dữ vậy hả? À, nãy giờ em đang suy nghĩ coi có cách nào á để cha để lại cửa hàng cho mình, mà nghĩ hoài nghĩ không ra. Trời đất ơi, nghĩ chi cho nó mệt dữ vậy? Đang yên đang lành, ăn sung mặc sướng, nghĩ tới chuyện mần chi cho nó cực dữ vậy? Trời đất ơi, mình cũng phải nghĩ tới cái tương lai nữa chứ, không lẽ bây giờ cứ ăn chơi như vậy hoài hay sao? Mình mà không lo thủ thân á, mày mốt cha ông chết, mấy đứa kia nó bu lại nó chia tài sản hết, rồi lúc đó vợ chồng mình đi ra đường ăn mày hả? Tôi nói cho mình biết nha, cái gia sản nhà này á, ăn cả đời cũng không hết đâu. Mà hơn nữa, người thừa kế căn nhà này á là tôi chứ không ai khác hết á, mình đừng có lo. Mình quên là còn vợ chồng của chị hai hay sao? Cái chi? Anh chị hai hả? Anh hai á, nó không có màng tới đâu. Lo mừng cái chi, mệt quá đi, về bóp da cho tôi cái coi. Lẹ. Thảo ơi, giờ chị phải làm sao đây? Chị cố gắng một thời gian nữa coi sao. Đàn ông mà, họ đi vài hôm rồi họ cũng quay về thôi. Không lẽ mình cứ phải chịu cảnh như vậy? Sao chịu được cái cảnh mà người ta coi thường mình chứ? Chị xin lỗi em, em cũng làm vợ, em còn phải chịu khổ gấp mấy lần chị. Có đáng gì với em mà chị phải than khóc với em? Em khổ từ nhỏ, em quen rồi. Khổ thêm một chút nữa thì cũng không sao hết. Đàn bà nỗi khổ nào cũng lớn hết. Là chị em, chị chia sẻ được gì thì chị cứ chia sẻ, nói ra được gì thì sẽ đỡ đau đớn trong lòng lắm. Thảo à? Thảo? Dạ. Hiểu coi. Em đi. Có chuyện gì vậy Hạnh? Sao em lại ngồi buồn ở đây? Dạ không có gì hết. Có gì thì cứ tâm sự ra đi, chứ để trong lòng mệt mỏi lắm. Em không có gì thiệt mà. Có phải Dương Ba mừng chi khiến cho em buồn không? Anh không mừng gì để em buồn hết. Thôi em vô trong nha. Có chuyện gì buồn á thì phải nói ra đi chứ. Mình có nên nói cho chị ba biết bộ mặt thật của anh rể không? Nếu chị ấy biết anh rể và con Dung đang gian díu với nhau thì làm sao mà chị ba chịu nổi cú sốc này? Không được, mình không nói được. Mà mình không nói thì chị ba cũng sẽ biết. Biết muộn quá thì liệu chị ba có kịp giữ gia đình không? Trời, làm sao đây? Má. Mợ làm gì mà bà đứng mà ôm cái tô mà thẫn thờ vậy mợ? Đâu có gì, đâu có gì đâu. Mợ có sao không? Mợ không có sao. Tự nhiên mợ đứng ôm cái tô một mình vậy hả? Mợ. Ê
Anh ba. Ừ. Hả? Sao số liệu thực tế trong sổ sách khác nhau đến như vậy? Ừ, đâu có khác đâu. Dượng xem kỹ lại đi. Anh tự coi đi. Dượng, cho tôi xin lỗi. Tại cái này là cậu Tư kêu tôi phải ghi như vậy, để cậu Tư lấy tiền đi ra ngoài chơi bời. Dượng ơi, Dượng giữ bí mật giùm tôi nha, chứ cha mà biết là chết luôn á. Nhưng mà anh quản lý sổ sách, anh mận như vậy làm sao mà kiểm tra? Nếu mận vậy á, mận chi? Dượng thông cảm giùm tôi nha. Chỉ cần là Dượng giữ bí mật giùm tôi lần này thôi, tôi sẽ không bao giờ để ra sai sót nữa đâu. Tôi xin Dượng đó. Chị, lên phòng của cha má gom đồ xuống giặt luôn kìa. Tôi nói sao chị không trả lời? Bộ chị điếc hả? Cái đó là cô phải mừng. Sao cô kêu tôi? Tôi không mừng, chị mừng đi. Vậy thì để tôi báo lại với cha như vậy, khi nào cha biểu á thì tôi mừng. Út Đẹp. Dạ. Mày đi lên phòng ông bà chủ gom đồ xuống giặt luôn cho tao. Sẵn đi ngang phòng tao á, dọn phòng luôn cho tao nghe chưa? Dạ. Ráng đi nha. Trời đất ơi, xếp gọn lại mày làm cái gì vậy? Dạ. Trời ơi, thôi đưa đây đi. Xếp mền mà cũng biết xếp nữa. Mày đem đồ đi giặt cho tao đi. Dạ. Trời đất, mày biết quần áo là quần áo tiểu thơ không? Mày làm như vậy rồi, nhăn nheo hết rồi sao? Thiệt tình á, cái lũ nghèo hèn dốt nát. Đồ chảnh chẹ, đồ hắc dịch, đồ khó ưa. Trời ơi là trời, đồ nghèo hèn dốt nát. Đồ của tao mà mày phơi vậy á hả? Dạ, 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 con xin lỗi. Cái ông này, dám chọc người. Nè, dạ. Chọc nè, chọc nè, đồ đỏ như nè, có chuyện gì mà dựng khi tôi ra gấp vậy? Thằng Tú nó đã biết chuyện tôi làm giả chuyện sổ sách rồi. Sao nó biết? Tự nhiên khi không nó tới cửa hàng để kiểm tra. Cái gì? Nó dám hả? Tất nhiên là nó không bao giờ dám làm cái chuyện đó. Mà tại vì cha đứng sau lưng kêu nó làm như vậy. Thiệt á, không biết làm sao mà cha làm gì trọng dụng nó dữ vậy không biết nữa. Thì bây giờ chị thử nghĩ coi. Thằng Tú á, thì nó giỏi tài nịnh hót. Thì tại vì nó là người học rộng, nó hiểu biết nhiều, nên cái kế hoạch của nó cũng thâm hiểm hơn người bình thường. Rồi, vậy dự tính làm sao? Thì bây giờ trước mắt á, là tôi sẽ năn nỉ nó. Tôi nói với nó là đừng có tâu chuyện này với lại cha. Mà liệu nó có chịu hay không? Bây giờ nó chịu hay là không chịu thì vấn đề đó mình tính sau đi. Quan trọng là cha đừng có biết cái chuyện này là được rồi. Đúng là cái kim giấu trong bọc có ngày cũng lòi ra mà. Nếu như lần này cha mà phát hiện ra thì tôi cũng không biết phải như thế nào nữa. Chắc có nước tôi chết. Dượng ba. Cách gì? Bây giờ mình phải tìm cách nào đẩy nó ra khỏi nhà trước khi nó tiết lộ bí mật này với cha. Ý chị nói là đuổi thằng Tú hả? Ừ. Được. Nhưng cách nào? Thì Dượng có cái đầu sống chưa nghĩ đi. Tôi chỉ có cách đó thôi. Chị Dượng làm được thì làm, không được thì thôi. Ờ, tôi hiểu rồi. Thưa chị hai. Nè. Vậy sao cô không vô bằng việc mà ngồi đi ăn vậy? Cha đi miệt dưới rồi, mắc mớ gì tôi phải mừng chi cho cực thân. Tôi không có ngu giống như ai kia, suốt ngày cái nài lưng làm trâu bò cho thiên hạ. Cô nói vậy mà nghe được hả? Sao không được? Chỉ có mấy đứa ngu dại thì mới đi làm tôi mọi cho người ta thôi. Phận làm dâu con, chăm sóc gia đình chồng là điều tất yếu. Cô bỏ bớt cái thói trăng hoa của mình đi. Không á, đu cao có ngày té đau đó. Chị nói vậy là ý gì? Cô nên nhớ, cô là gái đã có chồng, và chồng của cô lúc nào cũng theo cô. Đừng có dở cái thói mèo mã ra, có ngày á nhận hậu quả khôn lường đó, biết chưa? Muốn nói gì? Nói thẳng ra đi. Nhà này á, tai mắt nhiều lắm. Nếu mà mừng chuyện sai trái loạn luân, chết có ngày đó.
Không có được nhục mạ tôi đó nha. Chị không có đủ tư cách đâu. Nếu cô muốn người khác không biết á, thì mình đừng làm. Không lẽ nào chị ấy biết hết chuyện của mình rồi ta? Anh ơi, hình như là bà Thảo biết hết chuyện của mình rồi đó. Cô ta nói với em cái gì? Chị ta chỉ bóng gió, ngầm cảnh báo với em là phải biết giới hạn của gái đã có chồng. Chắc có lẽ là cô ta thấy mình nói chuyện thường xuyên nên mới nghi ngờ như vậy. Nhưng mà nếu lỡ như chị ta đã biết thiệt thì sao? Nếu như mà biết được sự thật thì cô ta đã nói cho tất cả mọi người biết rồi. Em cứ yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Mà nè, nghe anh dặn kỹ nè. Kể từ bây giờ anh với em phải tuyệt đối cẩn thận, không để cho cô ta nắm thoát, hiểu chưa? Ừ. Em về trước đi. Các con nghe đây, từ bây giờ cha sẽ cho thằng Tú tham gia cái việc quản lý cửa hàng của gia đình mình. Ơ, cha. Cha, chuyện đó để sau cũng được mà cha. Hiện tại con thấy con vẫn chưa làm tốt công việc của mình. Cha đã quan sát rất kỹ và cha thấy là con làm rất là tốt, cho nên cha mới quyết định như vậy. Cha, vậy còn tụi con thì sao? Cha sẽ giao cho mỗi đứa một cửa hàng gạo để quản lý. Nếu đứa nào làm ăn thất bại thì sẽ giao cái cửa hàng đó cho cái người được doanh thu cao nhất. Như vậy có nghĩa là tụi con sẽ phải thi với nhau. Đúng rồi, bốn đứa sẽ thi với nhau. Đứa nào làm giỏi sẽ được thưởng, còn đứa nào làm không tốt thì sẽ bị phạt. Như vậy nó mới công bằng. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Thưởng phạt công minh như cha nói, sẽ không có ai phải so bì gì cả. Sao được chứ? Sao không được? Cha, Dưỡng Út á, học rộng tài cao, chắc chắn phải hơn mấy anh em tụi con rồi. Chưa chắc đâu. Người nào có chí thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Sẵn dịp này để các con thi thố tài năng với nhau và để rèn luyện cho bản thân mình giỏi hơn. Cha đã nói hết lời rồi đó, không có gì bàn cãi nữa hết. Thiệt là không có công bằng một chút xíu nào hết á. Mình là con trai, còn mấy người kia chỉ là con rể thôi. Con trai đáng lẽ phải thượng gia sản chứ, mà cha lại bày ra cái trò thi thố này làm gì không biết nữa. Tôi cũng thật sự không hiểu cha bày cái trò này với ý nghĩa chi nữa. Còn ý gì nữa, cha làm như vậy là để hất mình ra khỏi cái gia sản này chứ mừng chi. Cô bớt bớt cái miệng của cô đi. Trời ơi, tới giờ phút này mà mình còn kêu em im được nữa hả? Mình coi mừng cái chi đi chứ. Ai mà không biết mình chỉ giỏi ăn chơi chứ có làm gì được bằng ai đâu. Nè, đàn bà thì biết cái chi, bớt bớt cái mỏ đi. Tôi làm như vậy là lo lắng cho mình mà mình còn nói nữa hả? Bây giờ cô muốn lo cho tôi, đơn giản một điều là cô bớt bớt cái mỏ của cô đi, là cô đang lo cho tôi đó. Nè, mình quá đáng vừa phải thôi. Mình cưới vợ về rồi nó nặng nó nhẹ vậy đó hả? Đã bất tài vô dụng, không thừa nhận mà còn chửi mắng vợ nữa. Cô bớt bớt cái mỏ được không? Tôi không cầm đó. Anh muốn tôi cầm thì anh đi đi. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Đồ bất tài vô dụng. Tôi thiệt là hối hận khi cưới anh mà. Có vợ thì đi luôn đi, đừng có về nữa. Nè, tôi thấy là mình nhờ lấy tôi cho nên bây giờ mới được cha trọng dụng đó. Từ giờ trở đi mình phải biết cư xử làm sao cho phải phép với tôi à. Những thứ đó tôi không cần tới, cho nên mình đừng có nói nữa. Cái gì? Mình nói là mình không cần hả? Mình giả bộ hả? Tôi không cần gia tài, tôi sẽ tự thân làm, nên tôi không có nhờ giả gia đình vợ hay ai cả. Cô thôi đi. Ý trời ơi. Má, má, má. Má. Hết hồn à, xém chút vô mặt tao rồi. Con xin lỗi má, con không biết má vô. Con tức là con tức ông Tú kìa. Mày bỏ cái thói hung dữ đó đi, có ngày nó chán mày đó. Chán thì càng tốt đó má. Má coi đó, anh ta nhờ ai mà được cha trọng dụng chứ. Vậy mà con nói tới, anh ta còn nói là anh ta không cần, anh ta sẽ tự mình mần nên. Má coi có phải phản hay không? Cái gì?
Nó dám nói như vậy đó hả? Ừ. Đúng là phản phúc mà. Mình sắp có cơ hội rồi thì mình phải biết nắm bắt nghe. Đừng có để thất bại nữa đó. Mình có nghe tôi nói gì không? Tôi biết rồi. Biết rồi. Mình đừng có chu đầu với mấy cuốn sách này nữa. Mình nhìn tôi nè, nghe tôi nói nè. Mình đó, khôn lanh lên giùm tôi một chút xíu đi. Đừng có mà vô lo vô nghĩ như vậy nữa. Có ngày tay trắng đó, một cục đất chọi chim cũng không có nữa. Đừng có nói là cơm ăn. Tôi đã nói là tôi không thích mấy chuyện làm ăn đó, mà mình cứ ép hoài. Anh đó, anh đúng là cái đồ dạy hết chỗ nói à. Đàn ông gì mà bất tài, vô dụng. Không biết tại sao tôi lại nhớ phải anh làm chồng. Có một người chồng như anh không có còn hơn. Anh nhìn kìa, dượng ba, dượng út, ai cũng thông minh hết trơn á. Được cha má trọng dụng giao công việc, chứ không phải giống như cái kiểu không ra gì nhanh. Nếu mà mình ngưỡng mộ tụi nó như vậy thì đi mà lấy tụi nó. Đi lấy thằng Phát làm chồng. Mình. Dạ con mời mợ. Không ăn uống gì hết á. Tôi nói ông á, cứ tin người vô tội dạ đi, rồi có ngày nó phản cho. Ý bà muốn nói cái gì bà nói đại đi. Thì tôi nói thằng Tú chồng của con Phụng đó, bây giờ nó ra mặt phản rồi. Nó nói á, là nó không cần ai hết, tự nó làm. Trời ơi, thằng Tú vốn tính tình nó thẳng thắn, nó trung thực. Nó nói vậy thôi bà để tâm làm cái gì. Ông nói sao chứ, tôi thấy bây giờ nó ra mặt phản rồi á. Vậy á, mà ông còn tín nhiệm nó nữa. Có ngày á, nó đưa hết của cải nhà này đi cho ông coi. Tại bà đa nghi quá. Tôi giờ tôi không có tin ai hết á. Ở đời lòng dạ con người mần sao mà đoán được. Tin để có ngày chết hả? Tôi nghĩ khác. Có khi người ngoài á vậy á, mà họ sống có tình có nghĩa hơn người ở trong nhà này. Ôi trời, người dân nước lã mà tình nghĩa cái gì chứ. Bộn điên hả? Bà nói gì vậy? Mới nói gì? Nói gì quên à. Dượng nghĩ ra cách gì chưa? Dĩ nhiên là có rồi. Dượng đúng là tài giỏi. Không uổng công tôi tín nhiệm Dượng rồi. Mà Dượng nghĩ ra cách gì rồi? Nói tôi nghe thử. Để thằng Tú thất bại chỉ có một cách. Đó là hạ đi sự tín nhiệm của nó. Nhưng mà làm sao để hạ được sự tín nhiệm của nó? Phá khách hàng của nó. Phá khách hàng của nó. Chào Dượng. Đây là thù lao ban đầu của ông. Ông yên tâm đi, khi nào xong việc ông sẽ được gấp ba số này. Vẫn muốn tôi mừng chứ? Tôi cần ông trợ giúp một tay để phá các mối hàng bên đó. Dạ không được đâu Dượng ơi, tôi không nhận đâu. Cứ làm theo những gì tôi nói, tôi không đeo chịu thiệt đâu. Nghe kỹ những lời tôi nói. Dạ. Vậy nha, gấp ba số tiền này. Dượng. Đường á là má hay canh dữ lắm, hỏi đủ thứ chuyện không biết đường trả lời. Rồi em nói sao? Em cũng chỉ nói với má
em đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè vậy thôi. Rồi má có tin không? Không biết nữa, mà giờ chưa thấy gì hết. Em có mang theo tiền cho anh không? Em chỉ còn có nhiêu đây à. Mấy lần đưa cho anh em hết trơn tiền luôn rồi. Bao nhiêu đây mà thấm thát gì? Hay là em tìm cách em vay mượn cha má cho anh một số kha khá được không? Không được đâu. Lỡ như mà cha má em hỏi, em không biết trả lời sao đâu. Em nói hùng hợp với bạn làm ăn. Không được. Lỡ như mà cha phát hiện ra em lừa cha, cha mà cắt lương luôn á, chắc em chết. Em nói thật khó tin. Chắc là em đang giấu ở nhà, sợ chồng phát hiện ra nên không cho anh mượn chứ gì. Anh không tin em hả? Anh không tin em thì thôi đi. Cô là cô con gái nhà họ Đồng giàu nhất xứ này, nghĩ sao mà mang vài đồng bạc lẻ trong người vậy? Ai tin? Anh không lấy thì thôi, trả lại đây cho tôi. Đây, không lấy là hả? Được có không? Tại sao? Hàng của tôi đâu? Dạ dạ, vậy là ráng vài bữa đi. Vài bữa nữa em giao hàng cho. Không có vài bữa. Nói chung cái đơn hàng này là quỷ, quỷ liền, không có nói gì hết trơn, quá trời chậm trễ rồi. Vài ngày nữa có hàng là giao không liền. Không có vài ngày, nói chung là quỷ. Nè, nè, anh, nè. Cái gì vậy? Ai quỷ cái gì? Dạ con không hiểu sao nữa. Mấy hổng đại là khách hàng toàn quỷ những đơn đặt hàng lớn không á. Thiệt á, hàng đã về đầy đủ hết trơn rồi mà quỷ hàng như vậy á, con cũng không biết tính sao nữa. Sao có thể như vậy chứ? Để tôi ra nói chuyện với họ. Giận, giận cứ yên tâm đi, chuyện này là của con, để con giải quyết cho. Vậy ngồi đây đi, ngồi xuống, ngồi xuống, để con giải quyết cho. Sao giờ cậu lại ngồi thừ ra đây rồi uống nước trà vậy? Đáng lý ra bây giờ cậu phải ra cửa tiệm lo đẩy doanh thu cửa tiệm lên. Cậu mà không làm như vậy á là sau này cậu trắng tay đó. Cảm ơn. Chuyện của tôi á tôi tự lo được, không cần anh phải quan tâm đâu. Anh lo cho cái cửa tiệm của anh kìa. Anh thì cũng chỉ là anh rể mà thôi, có làm cho nhiều thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Còn cậu thì khác. Cậu là con của ông hội đồng, đáng lý ra bây giờ tất cả mọi thứ phải thuộc về cậu. Nhưng bây giờ cậu nhìn đi, hiện tại bây giờ cậu có được cái gì? Không đúng không? Cậu Tư à, tôi đang nghi là có người đang muốn chiếm vị trí và tài sản của cậu. Rõ quá rồi còn gì. Thì cậu cướp vợ của nó, cho nên bây giờ nó âm mưu, nó cướp lại tài sản của cậu để trả thù vậy thôi. Dễ hiểu quá mà. Tất cả cũng đều tại cậu, cũng đều tại chị Thảo hết. Cái bà đó làm như bà ám cái nhà này hèn sao đó mình. Có khi bà đứng đằng sau cái kế hoạch này, xúi dục âm mưu là để chiếm đoạt cái tài sản, rồi sau đó cùng nhau tái hợp để hưởng thụ. Cũng dám lắm à. Người ta hay có cái câu tình cũ không rượu cũng tới. Mà huống chi tôi nghe nói hai người đó hồi xưa yêu nhau dữ lắm đó nha. Dễ gì mà buông nhau được. Dám chừng đang âm mưu để chờ ngày hành động lắm à nha. Tội nghiệp cho em trai của tôi, lấy con vợ không ra cái chi, mà còn bị nhân tình của nó làm cho một vố nữa chứ. Mình để yên như vậy hả? Rõ ràng đây là kế hoạch của thằng Tú với lại bà Thảo, hòng chiếm đoạt cái tài sản này.
chiếm đoạt cái vị trí của mình. Khốn nạn! Mày đàn ông muốn cái gì hả? Hả? Anh bỏ tay ra rồi nói. Tao cho mày biết, mày là cái thái gì trong căn nhà này mà lại dám ra lệnh cho tao chứ? Mày đừng tưởng mày giở trò một chút xíu là mày sẽ được những cái mà mày mong muốn. Tao cho mày biết, tao sẽ không cho mày lấy bất cứ cái gì của tao, kể cả con Thảo. Dù nó có chết, nó cũng phải thuộc về tao. Anh nói cái gì vậy? Mày, mày hả? Anh, mày, mày đứng lại đó. Anh đứng lại đó. Hồ đồ mà.